tháo mình ác quy lao kéo sẽ như thế nào. Đầu tiên là mọi người phải đưa cái lưới ra nha, tháo được lưới ra bằng cách là nới bốn nghe ốc ở bốn bên như thế này. Đó, tiếp theo là tháo cái lò bát ra. Đó, cho cái lò bát ra ngoài. Tiếp theo là phải tháo cái hai cái ốc phía sau này. Đó, lôi cái bình ắc quy ra. À, em làm thử làm cái dây nó gọn lại xem. Không có đi nó sắc nó kêu kêu người ta kêu ấy. Xả luôn hả? Ừ. Chắc là tao lười người ta không đi không đi lắp bình ác quy đâu mà cái đệ cái kệ này. Xả luôn lấy bẫy luôn lại. Tại vì người ta dùng ở trong cái phòng. Bây giờ mình sẽ cho bát vào và lắp lại bát lại nhé. Đấy, bình ắc quy có 12F7, nhìn thế này thôi mà dùng vài tiếng đấy mọi người. Đây. Rồi bây giờ mình lắp lưới vào là được.